vua lòng lợn về nấu và cái kết nhớ mãi không quên. Mọi người nhìn nhá, cái này là em tuốt ở trong lòng lợn ra mấy 2, 4, 6 miếng đen đen này, em tuốt trong lòng lợn ra này. Đây được gọi là mua được lòng kép đây. Rồi, như vậy là mua lòng non kép. Về sơ chế thì thấy có 6 cái gì đen đen ở trong. Và chúng ta hãy cùng xem. Đây là tuốt ở lòng lợn, sáng nay em đi chợ thành phố em mua này. Rồi, hãy cùng xem nhá. Tiếp theo là gì? Bây giờ em gắp những con này, những miếng này vào trong, thả trong bát nước này. Rồi. Như vậy là 6 con đen đen này là được đưa vào trong một bát nước. Rồi, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Mọi người nhìn nha. Đầu tiên tôi cứ tưởng là con rán cơ, nhưng không phải con rán. Nó con gì đây? Nguẫy rồi. Đúng không? Rồi, đầu bắt đầu nguẫy rồi. Rồi, như vậy là hai đầu của những cái vật thể này đang di chuyển. Đó. Những miếng màu đen được tuốt ở trong lòng non của lợn ra, bây giờ nó đang ngọ nguậy hai đầu luôn. Không rõ đây là con gì. Mà kinh quá. Dùng mình luôn. Như vậy là một cô gái đã mua một ít lòng non về để chế biến. Nhưng sau khi tuốt từ bên trong lòng của ruột non ra thì thấy có 6 vật thể lạ. Đưa vào trong nước thì những vật thể lạ đang nguẫy nguẫy, mà tôi bây giờ là không biết nó là cái gì. Chuyển động luôn cả 6. Ăn uống bây giờ đúng là kinh khủng luôn. Lòng lợn nhé mọi người, lòng lợn. Các bạn chúng ta đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.